Kính chào cha trưởng cùng quý cha, cùng quý tất cả quý ông bà, anh chị em. Tôi rất là vui mừng thấy anh chị em tham dự rất là nhiệt thành và đông đảo như thế này buổi tối hôm nay. Chúng ta cùng cho nhau một tràng pháo tay để chào mừng và chúc mừng nhau. Mục đích của cái khóa học này là để giúp các hội đoàn, các hội đồng mục vụ trong các giáo xứ là những người đồng hành cùng với các mục tử, với các gia đình, nhất là những gia đình trẻ, trong những khi đi thăm các gia đình. Thí dụ như hội đoàn Legio Maria, hội đoàn dòng Ba Đa Minh, mỗi khi đi thăm viếng các gia đình đó, ta luôn luôn gặp phải một số những vấn đề của các cặp, của gia đình, như là vấn đề sinh con, vấn đề ly dị, rồi tái hôn, hay là đi bước nữa, rồi có được phép xưng tội rước lễ hay không, hay là những cặp hiếm muộn mà bây giờ 5 năm rồi, 7 năm rồi không có con, họ có khả năng để có thể trả tiền cho những cái trung tâm có thể giúp họ có con. Thế thì họ có được phép không? Giáo huấn của giáo hội Công giáo dạy như thế nào? Vân vân. Rồi lòng thương xót của Thiên Chúa cần phải được tỏ hiện qua khuôn mặt của hội thánh, mà cụ thể chính là các mục tử, là những người cộng tác với các mục tử, và qua cái luật của hội thánh, người ta nhận ra lòng thương xót như thế nào trong khi gặp phải những vấn đề như vậy. Cho nên anh chị em cần nắm bắt cái đường hướng mục vụ của giáo hội hoàn cầu, của giáo hội địa phương là giáo hội Việt Nam, và của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đây như thế nào, để đồng hành theo cùng một hướng đi, để khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa được người ta cảm nhận qua cuộc sống với những vấn đề cụ thể của họ. Thế thì đời sống hôn nhân gia đình nó có lắm vấn đề, có thể phân một cách chung thành ba cái phạm trù, ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là hôn nhân duy nhất bất khả. Lĩnh vực thứ hai là vấn đề về giới tính, về tính dục, là nền tảng của tình yêu, của ái tình dẫn tới hôn nhân. Và vấn đề thứ ba là sự sống con người, tức là hoa trái của tình yêu hôn nhân, của đời sống gia đình. Nó có những vấn đề đi theo nó. Ba lĩnh vực trong ba ngày chúng ta sẽ lần lượt bàn tới. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta đi vào cụ thể, chứ chúng ta không nói về giáo lý, giáo thuyết một cách có hệ thống nữa. Vậy thì cái điều quan trọng mà chúng ta, cái phương pháp mà chúng ta tiến hành trong ba ngày hôm nay, chủ yếu là những câu hỏi, những thắc mắc của các anh chị đặt ra, và tôi sẽ giải đáp, hoặc là chúng ta cùng nhau trao đổi để làm sáng vấn đề. Cho nên những câu hỏi đó tôi đề nghị là anh chị em có thể viết ra trong những tờ giấy nhỏ, viết sẵn nó ra giữa buổi học hoặc là đầu mỗi buổi học, gom lại, và tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi đó. Tuy nhiên buổi học đầu tiên hôm nay các anh chị em chưa có sẵn sàng, và cũng chưa thấy có liên tưởng đến những vấn đề cụ thể mà anh chị em đang gặp hay thắc mắc, cho nên tôi sẽ trình bày
dẫn nhập phần đầu một chút, rồi sau đó sẽ đến phần trao đổi. Ba ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta trao đổi chứ không có diễn thuyết nhiều. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những vấn đề liên quan tới hôn nhân Công giáo là duy nhất và bất khả phân ly. Hôn nhân dựa trên tình yêu nam nữ, tình yêu nam nữ bắt đầu bằng chính sự hấp dẫn của tính dục nam nữ khác biệt mà Thiên Chúa tạo hóa khi dựng nên con người, đặt vào trong thân xác của người nam và người nữ cái thực tại dục tính đó. Thực tại đó vừa hấp dẫn hai giới, vừa bổ túc để làm thành một đơn vị, một sự sống, một tình yêu, ta gọi là gia đình. Thế thì cái sự thật về cái tình yêu này như thế nào? Nhiều bạn trẻ hoang mang bởi vì ta thấy không có gì mà nó hàm hồ cho bằng tình yêu. Thế thì tình yêu là gì? Hỏi một bạn trẻ, tình yêu là gì? Đa số các bạn sẽ trả lời tình yêu nó là cái cảm xúc. Chắc chắn phải có cảm xúc thì mới gọi là yêu. Nhưng mà tình yêu không chỉ là cảm xúc. Có tác giả kia nói, có ai định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhà, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, khi ta với nàng mới quen nhau, cứ đi đâu cũng ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Các bạn trẻ sẽ hiểu yêu là như thế. Yêu là một thứ tình cảm, yêu là cảm xúc, và kèm theo đó là một sự tương tư. Và tình yêu ấy nó mãnh liệt vì cái loại tình yêu ấy là tình yêu đam mê. Đến nỗi trong Diễm Tình Ca, quyển sách Kinh Thánh đó, nói tình yêu mãnh liệt như tử thần. Tình yêu mãnh liệt như tử thần. Tình yêu đây là tình yêu nam nữ đó, chứ không phải là tình yêu Thiên Chúa hay tình yêu chung chung. Cho nên cái yếu tố đầu tiên của tình yêu mà ta đang nói đây, đó là đam mê. Và các nhà tâm lý học cũng xác định như thế. Phải có yếu tố đam mê thì mới gọi là yêu. Nếu chỉ là một tình bạn, chỉ là một tình cảm theo nghĩa là bạn bè, theo nghĩa là hai người thân nhau, hợp nhau, có một cái tình cảm thiện cảm với nhau, kết bạn, thì đó chưa phải là tình yêu. Chừng nào ở trong ta, ta có một cái cảm xúc mang sắc thái khác biệt giới tính, và sự hấp lực của sự khác biệt đó ta cảm nhận được chính trong thân xác, trong đường gân thớ thịt, trong trái tim, và nó có tính chất rất là mãnh liệt, ta gọi là đam mê, thì khi ấy mới gọi là yêu. Còn không thì nó chỉ là một thứ tình cảm, một thứ tình bạn thôi. Yếu tố đầu tiên là đam mê. Và cùng với yếu tố này là tính chất
sở hữu. Yêu là chiếm lĩnh, yêu là sở hữu. Nếu tình yêu này mà không chiếm lĩnh được trái tim người kia, tình yêu chỉ là đơn phương thì đau khổ. Và tình yêu này nó mãnh liệt, nó cũng đòi người bạn của mình phải đáp lại một tình cảm đối với mình cũng mãnh liệt như vậy, nghĩa là cho và nhận. Tình yêu này là một tình yêu chiếm hữu, nhưng mà cũng là một tình yêu cho đi. Mình muốn chiếm hữu trọn vẹn con người, người yêu của mình, và ngược lại mình cũng muốn dâng hiến tất cả cho người yêu của mình. Mặt trái của cái tình yêu đam mê này là ghen tuông. Mà ghen tuông của nó thì rất là kinh khủng và mãnh liệt. Điều này không cần phải giải thích, anh chị em chắc chắn có kinh nghiệm và hiểu rõ hơn tôi nhiều. Yêu mặt trái của nó là ghen, mặt phải của nó là một tình yêu mãnh liệt, có sức sáng tạo. Về mặt phải của tình yêu đam mê này, các nhà nghệ nhân, các nghệ sĩ đã sáng tác những kiệt tác, những danh họa, những bản nhạc tình ca bất hủ là khi họ đang yêu. Khi đang yêu thì nó mới có cái khởi hứng, nó mới có cái cảm hứng, và nó xuất thần ra một cái sản phẩm nghệ thuật, một cái bức họa, một cái bức kiến trúc, một cái điêu khắc, một cái bản nhạc. Tất cả đều là khi ta đang yêu thì cái năng lượng mạnh mẽ của tình yêu đó, tình yêu đam mê đó, nó được phát tác ra thành một tác phẩm nghệ thuật. Trong đời sống đối bạn, tình yêu đam mê nó làm cho cả hai người có sáng tạo. Bởi vì khi người ta yêu thì cái năng lực tưởng tượng của người ta rất lớn, và cũng vì năng lực tưởng tượng rất lớn cho nên mặt trái của nó đó là có khi ghen bóng và ghen gió. Ghen không cơ sở, vì trí tưởng tượng nghĩ ra hình dung những điều không có thật, và ta tưởng như là thật, và ta đau đớn, ta muốn giải quyết, ta muốn làm cho ta an bình ổn thỏa, thế là ta hành động theo cái ta nghĩ nhưng không có cơ sở. Đó là mặt trái của tình yêu đam mê mãnh liệt, ta gọi là ái tình mãnh liệt như tử thần. Sở dĩ có yếu tố này, đó là yếu tố dục tính mà Thiên Chúa thiên nhiên đặt ở trong thân xác người đàn ông, người đàn bà, bắt đầu từ cái tuổi dậy thì nó bắt đầu biến chuyển trong thân xác của em trai, của em gái cho tới khi chết. Cái này nó tồn tại trong ta, không phải chỉ ở tuổi dậy thì và tuổi trẻ, mà cả khi ta lớn, ta già, ta gần chết, nó vẫn còn. Người ta bảo cái ấy nó còn cả khi ta chết rồi, ta tắt thở 5 phút rồi nó vẫn còn. Cho nên không có khinh thường được cái yếu tố này, yếu tố dục tính ở trong ái tình nam nữ. Cho nên 70, 80 chưa phải là già về cái chuyện ấy, nhất là đàn ông. Phụ nữ thì tới 70, 80 nó bắt đầu nó khác, nhưng mà đàn ông 80 thì chuyện ấy vẫn còn. Ở bên Ý có một năm, tôi thấy trên báo chí đăng một cái tin giật gân. Ở trong một cái nursing home, một cái dưỡng đường của người già, bà, cái chị điều dưỡng y tá kiện một cái thân chủ của mình
mà mình chăm sóc đó. Chị đó rất là đẹp, dễ thương, mà thân chủ đó thì thích lắm. Mà thân chủ ấy 80 mấy rồi, ngày nào chị đi ngang cái phòng của ông thân chủ 80 mấy tuổi ấy, ổng ra đứng trước cửa rộng phơi bộ đồ quý của ổng ra cho cái cô ấy xem. Mà ngày nào cũng thế. Cái này nó gọi tội harassment, tội quấy rối tình dục. Không phải đụng tới người ta mới quấy rối, mà cái chuyện phơi cho người ta xem, cố tình kích thích người ta cũng là tội. Và thế là cô ta đi kiện. Bởi vì ông này quá quắt và làm hoài. 80 mấy tuổi rồi đó. Các anh nhớ nha, 80 mấy tuổi. Cho nên cái yếu tố dục tính ở trong người đàn ông, người đàn bà, nó ở với ta từ ngày ta sinh ra, và nó phát tác bắt đầu lứa tuổi dậy thì, và nó ở với ta mãi cho tới khi chết. Cả khi đối với người phụ nữ tới cái giai đoạn gọi là menopause, giai đoạn gọi là gì? Hết kinh nguyệt đó, nó vẫn còn nhé. Không phải hết kinh nguyệt là hết chuyện đó. Cho nên thiên nhiên rất kỳ diệu, và kiến trúc sư lỗi lạc toàn năng đại tài là Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người với những cái quy luật ở trên thân xác người nam và người nữ như thế. Không phải chỉ về mặt thân xác thể lý, mà cả về mặt tình cảm, tâm lý, cảm xúc. Hai giới hấp dẫn, nhưng mà hai giới cũng bổ túc, bổ túc cho nhau ngay trên bình diện thể lý, rồi tình cảm, rồi tinh thần. Tất cả đều khác, nhưng mà tra vào thì khớp. Khớp từ thân xác, từ cái mặt sinh học, sinh lý, cho tới khớp nhau về mặt tình cảm, ta gọi là tâm lý nam giới, tâm lý nữ giới khác nhau, nhưng khác mà không mâu thuẫn, nhưng để bổ túc, để kết hợp. Và cái điều kỳ diệu đó tạo hóa lập ra như là một cái nền tảng của sinh học, tâm lý, tinh thần cho hai giới kết hợp bổ túc trong tình yêu, dẫn tới hôn nhân. Từ yếu tố đam mê này, ta thấy từ đó xuất hiện một yếu tố nữa của tình yêu, đó là sự thân mật. Hai người chỉ có đam mê, chỉ thuần túy quan hệ sex về mặt xác thân thôi, không nảy sinh một quan hệ tình cảm, một tương quan nhân vị, thì đây không phải là tình yêu. Tình yêu phải có yếu tố thứ hai, thân mật, intimacy. Thân và mật. Thế nào là thân? Thân là gần, và càng ngày càng gần, gần tới nỗi thân cũng là mình. Người thân, thân là thân xác của tôi, là xương là thịt của tôi. Cái mức thân mà cao nhất sâu nhất là nên một thân xác. Nên một thân xác, cái hành vi đó chỉ dành cho hôn nhân, là vợ chồng. Và mối quan hệ này phải là bền vững. Bởi vì nếu nó bấp bênh, nếu nó không cam kết, nếu không dấn thân, thì nó không là tình yêu thật. Khi các bạn trẻ yêu nhau, thì các bạn luôn cảm nhận tình yêu ấy là muôn thuở, tình yêu ấy là vĩnh cửu. Nghĩa là các bạn có cái cảm giác yêu và không bao giờ có thể bỏ nhau được. Cái cảm giác tình yêu vĩnh cửu, nó là một cái thứ tâm lý ở trong tình ái nam nữ,
Cho nên yêu chỉ nói với nhau, chúng mình yêu nhau 5 năm thôi, sau đó tính tiếp. Cái thứ đó không phải là tình yêu. Tình yêu không có hợp đồng 5 năm, 10 năm, 25 năm. Vì tình yêu có một cái yếu tố thứ ba là dấn thân, là cam kết. Và cái dấn thân cam kết phải được biểu lộ ra ngoài. Vì tình yêu thân mật chỉ riêng tư hai người mà không được biểu lộ ra ngoài thì nó cũng không là tình yêu. Vì nó vốn mở ra với cộng đồng, tuyên bố cái niềm hạnh phúc của tình yêu giữa hai chúng tôi. Và tình yêu ấy nó có khuynh hướng mở ra với sự sống. Thế cho nên yếu tố thứ ba là yếu tố cam kết, yếu tố dấn thân được bày tỏ trong cộng đồng qua lời tuyên bố từ nay chúng tôi là một trong kết hôn, trong hôn phối, trong hôn nhân. Ba yếu tố: đam mê, thân mật và yếu tố dấn thân là ba yếu tố không thể thiếu được của một tình yêu đích thực. Thế nhưng đó là xét về mặt con người, đó là xét về tâm lý học. Nhưng chân lý đích thực về tình yêu chỉ tỏ lộ cho ta qua mặc khải Kitô giáo mà thôi. Nghĩa là qua Chúa Kitô là con Thiên Chúa làm người, là sự thật hiện nguyên hình nơi một con người phàm nhân, mà chúng ta biết được thế nào là Thiên Chúa, thế nào là con người. Sự thật về Thiên Chúa ta biết do Chúa Giêsu mặc khải: Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu hiện thân là chính nơi bản thân của Ngài. Và cao đỉnh của tình yêu Thiên Chúa ấy nơi bản thân Đức Giêsu Kitô là sự hiến mình vì tình yêu, nghĩa là thập giá. Thập giá đối với Kitô giáo là một tình yêu hiến thân, là cốt lõi của tình yêu, là sự thật của tình yêu đích thật. Cho nên trong tình yêu nam nữ trên bình diện loài người, yếu tố dấn thân là yếu tố biểu lộ sự trao hiến cho nhau giữa vợ với chồng bền vững và mãi mãi, nghĩa là một tình yêu trung thành và mãi mãi. Và tình yêu ấy ở cao đỉnh là hiến dâng chính mạng sống mình. Yêu là trao hiến toàn vẹn, toàn vẹn theo nghĩa hữu thể, nghĩa là tất cả bản thân tôi, và toàn vẹn theo nghĩa thời gian, nghĩa là mãi mãi cho tới khi chết. Vì tình yêu nam nữ mà Thiên Chúa đặt ở nơi người nam và người nữ, khi họ kết hôn, họ trở thành bí tích của chính tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa không ai thấy, Thiên Chúa là tình yêu không ai thấy. Người ta chỉ thấy những hình ảnh của tình yêu đó ở nơi đôi bạn Kitô hữu kết hôn với nhau trong cái giao ước hôn nhân và trong cái gia đình của họ. Nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình, nghĩa là trở thành bí tích nơi đôi bạn Kitô hữu. Vì thế hai người nam nữ tự kết hôn trong tự do, nên vợ nên chồng, thì họ trở thành một dấu chỉ hữu hình cụ thể của tình yêu thần linh vốn vô hình. Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì vô hạn và tuyệt đối, còn tình yêu loài người thì rất hữu hạn.
thân xác của chúng ta hữu hạn, tình yêu của chúng ta cũng hữu hạn. Tình yêu ấy lúc nắng lúc mưa, tình yêu ấy lúc lành lúc rách. Nhưng Chúa đã chọn cái tình yêu nam nữ đó của hai người là Kitô hữu, dẫu rất hạn chế, dẫu là rách nát đi nữa, và có khi hôi thối nữa vì tội lỗi nữa, nhưng Chúa đã chọn để làm bí tích chính tình yêu. Vì thế gian này sẽ không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, họ chỉ thấy được Thiên Chúa nơi hình ảnh tình yêu của Ngài, nơi những Kitô hữu mà thôi. Một cách cao đỉnh là bí tích hồn phối. Chính vì thế mà Chúa đòi hỏi khi hai người kết hôn thành vợ thành chồng thì họ, vì là bí tích của tình yêu Thiên Chúa trung thành, họ phải trung thành. Trung thành với Chúa, trung thành với nhau, nghĩa là chung thủy. Cái đề tài hôn nhân bất khả phân ly nó phát xuất từ cái nền tảng thần học mà tôi vừa nói. Tại sao bất khả phân ly? Nhiều khi ta thấy hai vợ chồng mâu thuẫn từ năm này qua năm nọ, gia đình như thành cái hỏa ngục, mà ngày nào cũng xung đột xung khắc đến nỗi không chịu đựng nhau nữa. Thế họ mà lại không được ly dị, điều đó có quá không? Có nhiều người họ đã nổi loạn kết án hội thánh độc ác vì không cho ly dị. Họ sống với nhau như cái hỏa ngục, bây giờ không cho họ ly dị thì có nguy cơ có chừng có án mạng một ngày nào đó xảy ra. Mà giáo hội thì một mực từ bao nhiêu ngàn năm, hôm nay và mãi mãi không chấp nhận ly dị. Vì sao? Vì giáo hội không có quyền cho phép ly dị, vì quyền đó thuộc về Thiên Chúa. Chính nơi môi miệng Chúa Giêsu nói, nói trong cái bối cảnh nào, cái câu nói này: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chúa nói cái câu ấy từ miệng của Chúa Giêsu, đấng mà ta tin là người thật mà cũng là Thiên Chúa thật, là con Thiên Chúa làm người, đã sống và đã chết chuộc tội cho chúng ta và đã phục sinh. Như vậy lời Ngài nói là một lệnh truyền, là một luật sống. Giáo hội không có thể bỏ sửa đổi, cho nên mãi mãi không có chuyện ly dị trong Công giáo là thế. Nói là Công giáo vì có những Kitô giáo không phải Công giáo, ở đó người ta cho phép ly hôn. Một số hội thánh Tin Lành, một số giáo phái và ngay cả bên chính thống giáo cũng chừa một số trường hợp cho phép ly hôn. Còn Công giáo tuyệt đối không. Cái bối cảnh nào Chúa nói cái câu vừa rồi? Ở trong Tân Ước, ngày hôm đó những người Pha-ri-siêu tới hỏi Chúa Giêsu, người ta có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Chúa mới hỏi lại: thế thì luật Mô-xê nói thế nào? Họ bảo: Mô-xê cho phép rảy vợ, có phép vì một lý do gì đó mà người chồng không ưng thì có quyền cấp cho người vợ một cái giấy gọi là ly dị hay là rảy vợ. Và người vợ
bị rẫy có thể đi kết hôn một với một người đàn ông khác, cũng như người nam này có thể đi kết hôn với một người khác. Môsê luật cựu ước cho phép rẫy vợ. Chúa Giêsu nghe trả lời vậy thì Ngài nói sao? Vì lòng các ngươi chai đá mà Môsê cho phép rẫy vợ, chứ thuở ban đầu thì không như thế. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên người nam cũng như người nữ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với người phối ngẫu của mình, và cả hai trở nên một xương một thịt. Ngài nhắc cái câu đó là của sách Sáng Thế chương 1 câu 27. Ngay cái chương đầu tiên, quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh là đã nói về tình yêu hôn nhân rồi. Ngay cả quyển sách cuối cùng là Khải Huyền cũng nói về tình yêu hôn nhân, vì Đức Lan Quân đến để đón hiền thê của mình là Hội Thánh. Thế thì Chúa Giêsu là mà nói cái câu đó, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly, ngay sau khi Ngài nhắc lại luật của Môsê và được ghi ở trong sách Sáng Thế, thì cái câu ấy trở thành một luật và là thiên luật. Thiên luật thì chỉ có trời có thể đổi, chứ phàm nhân không thể đổi được. Cho nên Hội Thánh Công Giáo không bao giờ có chuyện thay đổi luật bất khả phân ly của hôn nhân. Nếu có cái tòa án hôn phối của giáo phận để xét xử những trường hợp đã kết hôn mà nay cho phép tách ra, đó chỉ là những trường hợp tuyên bố cuộc kết hợp hôn phối đó không thành sự mà thôi. Nghĩa là tòa án hôn phối của giáo hội nhằm tìm giúp đỡ những cặp á kết hôn mà có những cái yếu tố sau khi điều tra thấy không thành sự thì tuyên bố một cách chính thức hôn nhân bất thành. Từ đó hai người tự trở thành thông dong, nghĩa là không còn cản trở để có thể bước tới một bước nữa. Cho nên không có chuyện ly dị, nhưng có chuyện tuyên bố một cái cuộc kết hợp hôn phối là bất thành. Anh chị em nhớ phân biệt cho rõ, để đâu đó mà thấy ai nạp hồ sơ lên giáo phận rồi được xét sau đó bây giờ đi kết hôn trong nhà thờ lần nữa, nói dường như người ta cho phép ly dị là không đúng, mà đó chỉ là tuyên bố cái cuộc kết hôn đó không thành sự mà thôi. Thế nào là một cuộc hôn nhân thành sự? Anh chị em khi mà ra trước Hội Thánh có nhân chứng chính thức là một linh mục hay là phó tế chứng hôn, và có những người chứng khác đại diện cộng đồng chứng kiến hai người thề hứa, thì họ nói câu gì? Câu đó làm nên bí tích đó. Câu đó chính họ nói chứ không phải do linh mục nói. Người nam khi đó cầm tay người nữ nói
Anh Phaolô Nguyễn Văn A nhận em Teresa Trần Thị B làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy đối với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Anh chị em còn nhớ không? Nhớ có ai đứng lên nói lại một cách rành mạch được không? Và tới phiên ngược lại, người vợ cũng nói như thế: em Maria Trần Thị gì đó nhận anh làm chồng và hứa tương tự. Khi xong cái này thì tự nhiên họ thành vợ chồng. Bông và linh mục tuyên bố: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Và cả cộng đồng tham dự vỗ tay. Vậy lời ân thuận xuất phát từ tự do và ý thức của hai người muốn lấy nhau làm vợ làm chồng, làm nên sợi dây hôn phối. Và kể từ giờ phút đó, sợi dây đó không ai cắt được. Không có một thế lực dưới trần gian này nào cắt được sợi dây đó nữa. Cho nên ta gọi là bất khả phân ly. Anh chị em nhớ nhé, họ tuyên bố lời ưng thuận và lời ưng thuận ấy làm thành bí tích. Mà một khi thành bí tích thì nó không thể cắt đứt được nữa, bất khả phân ly. Lời ưng thuận ấy dựa trên yếu tố là sự tự do của mỗi người. Tự do muốn kết hôn. Và yếu tố nữa là ý thức. Cho nên muốn xét một cuộc hôn phối mà không thành sự thì cứ căn cứ vào coi có tự do không, có ý thức đầy đủ không. Trên tòa án hôn phối giáo phận có xét bất khả phân ly hay là có thể phân ly, thì thường người ta điều tra câu chuyện nơi hai bên trước trong khi xảy ra cuộc kết hôn có khả năng cho thấy không có tự do chút nào, hoặc tự do rất ít, chẳng hạn bị ép buộc, hoặc thiếu ý thức, chẳng hạn một trong hai người bệnh tâm thần. Lúc đó chứ không phải về sau. Cho nên xét hai yếu tố tự do, ý thức thì người ta mới có thể tìm ra được lý do làm cho kết hôn không thành sự. Bây giờ ở đây tôi không có đi sâu vào cái chuyện những cái trường hợp cụ thể nào thì không có tự do hay là không có ý thức. Bởi vì nếu mà nói ra hết thì cách nào đó vẽ đường cho những con hươu nó chạy. Mà thực tế mà nói, đại đa số những cuộc kết hôn đều tự do, ít hay nhiều đều có tự do. Có thể tự do nó ít nhưng mà vẫn có tự do thì nó vẫn thành sự. Và ý thức khi hai bạn mà tuyên bố ưng thuận kết hôn cũng có, chứ không phải là hoàn toàn thiếu ý thức. Trừ khi tâm thần điên, trừ khi vị thành niên chưa đủ ý thức trưởng thành. Còn tự do có thể bị ép buộc, tự do có thể quá sợ hãi vì một lý do gì đó mà kết hôn. Đấy, đó là mặt trái của cuộc hôn nhân nơi loài người. Có thể giữa hai bạn là Kitô hữu vốn
được Thiên Chúa chọn để làm hình bóng tình yêu của Ngài giữa thế gian đấy. Nhưng mà thực tế thì cái thực tại đó nó rất là mỏng giòn yếu đuối, và có thể rách nát và có khi rách tôm. Dẫu vậy Thiên Chúa vẫn chọn để thành bí tích của Người. Đó, dẫn nhập như vậy mà cũng mất gần 45 phút rồi đấy. Từ gì tôi dẫn nhập về hôn nhân bất khả phân ly. Trong thực tế anh chị em thấy ngày hôm nay người ta ly hôn rất nhiều. Ở Việt Nam, trên Hà Nội mới, Hà Nội Online, cách đây gần 10 năm họ tuyên, họ cho con số thống kê là 30% ly hôn mỗi năm. Nhưng mà con số thực tế còn hơn nhiều, còn hơn thế nhiều. Và có những người thực tế đã ly dị nhưng họ không ra tòa để ly hôn vì lý do này lý do kia, có thể vì con cái, có thể vì sĩ diện, có thể vì sự nghiệp. Họ không ly hôn trong tòa án đời, nhưng thực tế hai người đã ly dị và mỗi người đã có một cuộc sống riêng, được người ta xác nhận bằng những cuộc quan hệ với những người mới khác như là phối ngẫu, những cuộc kết hợp như là vợ chồng mà chưa phải là vợ chồng. Họ như là vợ chồng theo pháp lý nhưng mà không còn là phối ngẫu nữa, đã lâu rồi. Nhưng mà cũng có những người ly dị ở tòa đời nhưng thực tế vì không phải lỗi của họ mà vì một lý do gì đó mà họ buộc phải làm đơn ly dị, thì cái đó về lương tâm trước mặt Chúa không phải lỗi của họ. Nhiều trường hợp ly dị hoặc không ly dị khác nhau lắm. Ta đặt ra vấn đề về cuộc sống của người đó trong cái hiệp thông với giáo hội qua các bí tích thế nào. Họ có được rước lễ không? Họ có được đi xưng tội không? Đó là những câu hỏi thực tế mà nhiều người anh chị em rất là thắc mắc. Hôm nay chúng ta cần làm rõ. Thế thì đường hướng mục vụ của Hội Thánh như thế nào trong những vấn đề này? Đó là cái câu hỏi làm rõ nơi anh chị em. Bởi để một khi anh chị em đi thăm viếng các gia đình, đồng hành với các gia đình, nhất là những gia đình trẻ, anh chị em cộng tác với giáo hội nơi cha xứ để giúp đỡ mà đồng hành họ, để giúp họ bước lên con đường hành trình đức tin mỗi ngày một tiệm tiến gần Chúa hơn. Vậy anh chị em có thắc mắc những câu hỏi như tôi vừa mới đặt ra không? Không có thắc mắc hả? Có. Người ly dị có được phép rước lễ không? Nói chung chung như vậy. Người ly dị mà không tái hôn có được phép rước lễ xưng tội không? Thêm một ca nữa. Người ly dị mà sống với một người khác nữa có thể có kết hôn, có thể không kết hôn dân sự. Bây giờ họ cũng cảm thấy gần đất xa trời muốn về với Chúa. Thế thì họ có được phép xưng tội rước lễ không? Đó có phải là những câu hỏi thắc mắc của anh chị em không? Có. Có thì giơ tay coi. Có thắc mắc không? Giơ cao lên để cho tôi biết. Hay là anh chị em biết hết rồi? Cảm ơn. Tôi đến đây trong cái khóa học 3 ngày nhằm tới những cái chuyện thắc mắc mục vụ như vậy, để anh chị em khi đồng hành với các gia đình mà biết giúp đỡ họ, mà biết dẫn họ đến với mục tử, để mục tử đồng hành với họ, để họ bước trên con đường tiệm tiến đức tin, để họ sám hối và mỗi ngày một gần Chúa hơn.
Rồi, bây giờ ta lần lượt giải quyết những câu hỏi này. Ngoài những câu hỏi này, còn những câu hỏi khác nơi anh chị em, trong từng câu chuyện, từng trường hợp của mỗi gia đình, anh chị em có thể đặt ra. Ai có sẵn thắc mắc, viết ra tờ giấy, đưa lên đây. Bây giờ có muốn nghỉ gia lao 5 phút không? Hay nói luôn đến 9 giờ, còn nửa tiếng nữa. Nói luôn nhé. Ai có cần đi ra thì tự nhiên đứng lên đi ra, không xin phép. Không cần xin phép. Bây giờ ai trả lời được câu hỏi đầu tiên thay cho tôi rồi tôi sẽ bổ túc. Người ly dị tức là vi phạm hôn nhân bất khả phân ly, có được rước lễ, có được xưng tội không? Ai trả lời được xin mời giơ tay. Để trả lời câu hỏi này thì phải trả lời cái câu hỏi ly dị có phải là một tội lỗi không? Và hậu quả của nó thế nào? Bây giờ câu hỏi thì đưa đây, anh viết sẵn là đưa đây. Còn để tôi trả lời cái câu hỏi này xong sẽ trả lời câu hỏi của anh nhé. Có ai trả lời thay được câu hỏi của tôi không? Ly dị có phải là một tội không? Rõ ràng tôi vừa mới nói cả 45 phút đồng hồ, hôn nhân mà Thiên Chúa muốn ở nơi chúng ta là một hôn nhân phản chiếu tình yêu trung thành của Thiên Chúa nên phải bất khả phân ly. Vì hôn nhân ấy là một tình yêu trung thành. Thiên Chúa luôn luôn trung thành. Cho nên chúng ta phản chiếu thực tại tình yêu Thiên Chúa cũng phải phản chiếu sự trung thành, sự chung thủy. Vợ chồng phản chiếu sự trung thành với giao ước Thiên Chúa. Mà bây giờ ta ly dị tức là ta bẻ gãy, thế không lập tội thì là gì? Và nếu là tội thì đôi bạn mà đã ly dị có sám hối, có hối lỗi không? Có thấy đó là một cái điều mình đã làm thật sự là nặng nề với Chúa không? Ngoài cái sự nghiêm trọng đối với con cái, đối với gia đình hai bên và đối với xã hội, cái nghiêm trọng trong cái lương tâm của ta còn là một tội đối với Chúa. Và đó mới là điều nghiêm trọng căn bản. Cho nên nếu đã ly dị thì biết rằng ta đã phạm tội. Nhưng lại có chữ nhân nữa. Có những người ký giấy ly hôn ngoài tòa đời mà không phải lỗi của họ, mà trong một hoàn cảnh bắt buộc phải ly hôn. Thí dụ ở cái xứ kia, ở Hóc Môn, có một chị ly hôn chồng mình. Chồng là một người tân tòng, nhưng mà ổng làm thợ mộc rồi cả mấy năm ổng bị thất nghiệp, cứ đi uống giải sầu, không có tiền mà cứ đi uống mỗi ngày giải sầu, cứ về vòi vĩnh vợ để có tiền uống rượu, mà uống xong về lại đánh vợ, đánh tàn bạo rồi đánh con. Chưa hết, vợ bán bún ở ngoài, bán bún riêu ở ngoài chợ, ra ngoài chợ tiếp tục quậy vợ. Thế là khách hàng không ai dám tới ăn quầy bún riêu của bà nữa. Thôi chết rồi, kiểu này làm ăn sẽ thất bại, ai nuôi con đây? Mình nói với công an, để công an can thiệp. Công an bảo chuyện riêng tư vợ chồng giải quyết với nhau, tôi không có quyền can thiệp. Công an khuyên thôi chứ không có thể bắt được. Thế là cuối cùng chỉ làm đơn ly hôn. Ảnh không nhận, không chịu ký. Một lần không chịu ký, hai lần không chịu ký, ba lần chị vẫn làm đơn không chịu ký. Cuối cùng tòa án vẫn xử ly hôn vì lý do bạo hành, vì lý do mất an sinh của vợ con.
phạm nhân quyền cho ly hôn. Ly hôn xong thì từ đó trở đi không còn dám quậy nữa. Quậy một cái là kêu anh công an khu vực tới túm đầu lôi vô khám. Anh không dám quậy nữa, tức lắm, bực lắm. Mà từ nay không dám quậy nữa, chỉ còn thương còn cho ở trong nhà, nhưng mà ngủ ở cái phòng khác, ăn mâm khác, làm gì làm. Trong trường hợp này ly dị á, nó không phải do luật luân lý, không phải là bởi cái tội của chị, mà tội của ảnh là tội bạo hành, chứ không phải là tội ngoại tình, không phải là tội lỗi nghiêm trọng về đạo đức luân lý. Nhưng mà đạo đức luân lý theo nghĩa bạo hành phá gia can của chính mình. Trong trường hợp này là ly dị theo nghĩa là ký tờ đơn ly hôn. Thế thì trong cái nhìn của người công giáo, đây có phải là ly dị, thí dụ đối với chị hay không? 8 năm sau, rồi từ từ với cái hoàn cảnh đó, anh cũng lên trung tâm mục vụ học lớp này lớp kia. Ban đầu còn về khoe, ông cha ông dạy hôn nhân hay lắm, về mấy cái lớp giáo lý và giáo xứ dạy gì đâu, chê cha sở, chê cha phó, chê từ trên xuống dưới. Nhưng mà rồi từ từ thì cũng bớt, rồi chị thấy không còn quậy nữa, cũng bớt nhậu mà chịu khó đi học giáo lý. Kia sau 8 năm tới là mới đi ký giấy hôn thú trở lại. Thế thì trong cái trường hợp mà tôi nói là ký giấy ly hôn trước đó đó, đó là một cái sự ly dị về dân sự. Về mặt lương tâm thì đó có phải là ly dị hay không? Anh chị em, chị buộc phải ký giấy ly hôn vì gia đình, vì con cái, vì an ninh, vì sự an toàn của bản thân, của chị và của con cái. Trong trường hợp đó, chị có lỗi không? Có tội không? Thứ hai, chị có được đi tội rước lễ không trong 8 năm đó? Tôi lấy một cái thí dụ thôi để cho thấy rằng mỗi một trường hợp mỗi khác nhau, nhưng phần lớn những cuộc ly dị ly hôn nó phát xuất từ một cái lý do khác, một cái nguyên nhân mà chủ yếu là ngoại tình, là hai người bất đồng quan điểm sống, mâu thuẫn tới độ không thể nào hòa giải được, không thể nào sống chung được. Còn cái trường hợp tôi vừa mới đưa ra cũng là một lý do, là lý do chính yếu để ly dị, nhưng không phải là cái lý do ngoại tình, mà cũng không phải là cái lý do bất đồng quan điểm. Vì ban đầu thì có thể bất đồng quan điểm thật, nhưng mà từ từ rồi thì một trong hai người và cả hai người dần dần có sự thay đổi. Tôi nói đức tin nó có quá trình tiệm tiến. Có thể ban đầu đức tin nó rất là nông cạn, nhưng mà dần dần rồi vẫn nghe lời Chúa, có thể tham gia nhóm này nhóm kia, đi học giáo lý, mỗi ngày một hiểu biết hơn về lời Chúa, thì cái đức tin của họ cũng mỗi ngày một tiến triển. Và từ đó thái độ và cuộc sống cũng thay đổi. Cho nên 8 năm sau mới có cái cuộc gọi là đi ký giấy hôn thú trở lại. Đấy là một thí dụ. Còn rất nhiều ca trường hợp rất khác nhau. Cho nên nói chung chung, ly dị có phải là tội lỗi không? Thì đối với cái trường hợp này, đây dẫu là một cái gì đó nó không tốt, nhưng mà nó không phải là một tội lỗi nghiêm trọng như những trường hợp còn lại của sự ly dị, mà ta vẫn thấy vì lý do ngoại tình, vì lý do bất đồng quan điểm mâu thuẫn không giải quyết được lâu năm, và những lý do khác, chẳng hạn như xa chồng xa vợ nhau, xa nhau lâu ngày và bị cám dỗ và rơi vào một mối quan hệ khác và đã có những cái hệ lụy của nó, khiến không thể nào tiếp tục sống với nhau nữa,
Đó là những lý do ta thường thấy. Thì trong những lý do đó, nếu ly dị thì rõ ràng ly dị là một tội và nghiêm trọng. Nhưng mà rồi có những người mấy mươi năm sau bây giờ mới thấy, chẳng hạn như đang có người đang ngồi đây mà đã ly dị mấy mươi năm trước, bây giờ thấy hồi còn trẻ mình nông cạn, rồi mình bức xúc tuổi trẻ, mình ham vui, mình đam mê, mình trác tán, cho nên mới phạm cái lỗi và bây giờ và ly hôn mấy mươi năm qua. Bây giờ khác, học hành nghe lời Chúa, đi lễ mấy mươi năm rồi, nó cũng làm cho cái nhận thức nó thay đổi từ từ dần dần, nghĩa là đức tin nó tiến triển dần dần, ta gọi là tiệm tiến. Thì giờ đây cái lương tâm nó cắn rất nhiều quá. Hồi trước thì làm một cách dễ ẹt bởi vì không có ấy nay, nhưng mà bây giờ cắn rất quá. Thế thì sao? Đó là đức tin tiến bộ, đó là điều đáng mừng. Thì đối với những trường hợp ly dị mà nhận thức mình có lỗi và sám hối thực sự thì có thể xưng tội, vì không có tội nào mà Chúa chê bỏ mà không tha thứ. Anh chị em nhớ nha, không có một cái tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Tội của con dầu có đỏ như vải điều, có đỏ như son, thì Chúa một khi đã tẩy sạch thì sạch như trắng, tinh như tuyết, như bông. Nhưng cái ơn được tha tội nó phải thỏa mãn bốn điều kiện. Bốn điều kiện gì? Ai nhớ? Để ơn tha tội được thực hành, được hoàn tất, cần bốn điều kiện. Nhớ không? Trước hết phải nhìn lại mình, cái thực tế ta gọi là xét mình, xét lương tâm. Cái người mà phạm lỗi mà lương tâm không áy náy thì cái xét mình đó không có giá trị. Trước hết phải xét mình và nhận ra cái nghiêm trọng của hành động mình đã phạm. Xong tới cái yếu tố thứ hai là gì? Ăn năn. Phải ăn năn. Thứ ba là xưng thú ra, xưng tội. Chứ không có xưng tội trực tiếp với Chúa mà phải xưng thú trong tòa giải tội, bí tích hòa giải. Và thứ tư là đền cái tội của mình. Dĩ nhiên mình đền không nổi đâu, Chúa đền thay cho mình. Nhưng mình phải tỏ lộ một cái hành vi bên ngoài nói lên cái sự ăn năn thống hối cách trọn vẹn bằng một hành động, gọi là đền tội. Cho nên cái đền tội này là ở trong ngoặc kép. Không phải ta đền tội ta, mà là chính Chúa Kitô đã đền thay cho ta. Còn cái hành động gọi là đền tội của ta là gọi là để mà diễn tả cái sự ăn năn thống hối thực sự của ta. Nên đó là tin. Cái anh trộm lành trong giây phút cuối cùng, ảnh có ăn năn thực sự không? Chỉ cần ăn năn thôi, mà ăn năn là một biểu lộ của đức tin. Và Chúa phán ngay: hôm nay ngươi sẽ ở trên nước thiên đàng với ta. Cả một đời phạm tội, bây giờ tin vào cái đấng ở bên cạnh mình đó, cùng treo trên cây gỗ với mình, là đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Chỉ cần tuyên xưng bằng cái câu nói: khi nào ông về nước ông, vào nước ông, nhớ đến tôi. Đó là một lời thú tội, một lời ăn năn, và là một tuyên xưng của đức tin. Và chỉ cần như vậy Chúa tha tội.
Tên trộm lành cả đời phạm tội, cuối cùng xin tội một cú chót, giây phút định mình, được thẳng vào thiên đàng. Đó là một cái điều mà nhiều người nói không hiểu được cái đạo Công giáo này. Và Chúa giải thích cho những người phân bì đó bằng cái câu chuyện người, các người thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau, vì Thiên Chúa là lòng thương xót. Ai không sống tình yêu lòng thương xót ấy không hiểu được. Rồi, trả lời cái câu hỏi ly dị có phải là một tội không thì nói rồi, nó còn tùy. Không phải cái hành động ký giấy ly hôn của bất kỳ trường hợp nào là có lỗi, có tội nghiêm trọng như nhau. Mà hễ đã có tội thì phải xưng tội. Mà để xưng tội thì trước hết phải nhận ra cái tính nghiêm trọng của cái hành động ly dị ấy của mình. Cho nên khi đồng hành với những bạn trẻ, với những cặp đã ly dị, làm sao giúp cho họ tin Chúa. Giúp cho họ tin Chúa tức là họ nhận ra cái hành động của họ là nghiêm trọng, để họ sám hối ăn năn. Phải có cái lý hành động đó thì cái chuyện họ đi vào bí tích hòa giải mới thành sự. Và một khi đã thành sự, tức là sạch tội Chúa tha, thì họ có quyền hiệp thông trọn vẹn bằng hành động rước lễ, tức là hiệp thông với Chúa, với Hội Thánh. Đó là ly dị mà không tái hôn. Bây giờ những trường hợp khác, đa số các bạn trẻ, các cặp trẻ mà đã gãy, tức là đã ly hôn, thì thường là có tái hôn, nghĩa là lấy thêm một lần nữa. Có người lấy bằng một sự kết hôn dân sự với một người mới, có người chỉ sống chung mà không kết hôn. Cả hai trường hợp đối với Chúa đều là ly dị mà tái hôn. Chúa không căn cứ trên tờ giấy, Chúa căn cứ trên cái thực chất của mối quan hệ. Cho nên có người không kết hôn nữa nhưng sống như vợ chồng, thì đối với Chúa đó cũng là phạm tội ngoại tình. Còn ai nói tôi kết hôn minh nhiên, luật pháp nhìn nhận, không có tội lỗi gì cả, nhưng trước mặt Chúa đó cũng là người phạm tội ngoại tình. Ở trong Tân Ước Chúa có nói không? Phao-lô có nói không? Ai mà cưới cái người bị rẫy đó cũng phạm tội ngoại tình. Người đàn bà nào mà bị rẫy mà đi cưới người chồng khác cũng phạm tội ngoại tình. Nói cách khác, hôn nhân là bất khả phân ly. Mà nếu như vì hoàn cảnh thực tế mà phải ly hôn thì ăn năn thống hối về chuyện đó của mình mà không đi bước nữa. Thánh Phaolô nói điều này rất minh nhiên rõ ràng trong thư Corinto ở chương 7. Cho nên người Công giáo lỡ mà có ly dị thì thôi ở vậy đi. Ở vậy giống như mấy sơ, mấy ông cha lo đi làm việc phước đức, loan báo tin mừng, hay là dạy con cho nó đàng hoàng phải đạo, tập trung hết vào việc loan báo tin mừng và lo việc nước trời, còn những chuyện thế gian cho nó qua, nó đang qua đi. Những người mà đã ly dị thì cũng phải đi xưng tội, mà nếu không tái hôn thì họ có thể vẫn tiếp tục được tiếp cận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, nghĩa là được xưng tội, rước lễ. Xét về mặt điều kiện khách quan bên ngoài, về mặt chủ quan phải giúp họ nhận ra cái sự nghiêm trọng họ đã phạm để họ hối lỗi, họ xưng tội. Và một khi xưng tội thì sạch tội, vì tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và sự toàn năng của Ngài khi xá giải. Đã có tội mà ăn năn thực sự, mà đã xưng tội và được Chúa tha tội, thì hãy tin rằng mình đã được Chúa tha tội, dù là tội gì, dù nghiêm trọng cách mấy. Nhưng cái điều quan trọng là nhận thức tính nghiêm trọng của hành vi
tội lỗi. Cho nên đồng hành là giúp người ta cái chuyện đó. Giúp người ta chuyện đó tức là giúp người ta biết giáo lý, là giúp người ta biết đức tin, giúp người ta biết thánh ý Thiên Chúa trong cái thực tại hôn nhân gia đình. Như hôm nay đây là anh chị em đang ngồi đây để mà thấm, để mà nắm cái điều đó cho nó vững, để mà về giúp người ta đó. Cho nên tôi muốn nói một đàn giải quyết những cái thắc mắc về điều kiện khách quan của vấn đề xưng tội rước lễ. Đàn khác tôi nhấn mạnh đến điều kiện chủ quan, đó là cái lương tâm người đó, giúp người đó nhận ra cái hành vi trong quá khứ của mình là một hành vi phi luân nghiêm trọng, trái ý Thiên Chúa, cần phải ăn năn tội và đi xưng tội. Họ có quyền đi xưng tội. Còn những người ly dị rồi mà đi bước nữa, đang sống với một mối quan hệ khác, thì có được đi xưng tội không? Ai nói không giơ tay, giơ cao lắm. Ly dị mà đã tái hôn ấy, mà thì không được xưng tội. Ai nói không giơ tay? Cảm ơn, đa số giơ tay. Những người không giơ tay là không biết hay là nói có. Ai nói có được xưng tội giơ tay? Có, cũng không ít. Khi nào có? Khi nào không? À, đây là câu hỏi sốt dẻo mà cả cái nghị trường Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014 vừa qua và 2010 qua, các giám mục cãi lộn nhau. Ly dị tái hôn nói chung, cho tới hôm nay xét về giáo luật, giáo luật là cái điều kiện khách quan nhé, là cái bên ngoài, không được xưng tội rước lễ. Không được xưng tội đương nhiên là không được rước lễ rồi. Một cách chung, một cách khách quan, xét điều kiện khách quan bên ngoài đó, là những người đang tái hôn là họ đang sống trong một cái tình trạng mâu thuẫn khách quan với sự hiệp thông bí tích thánh thể. Tình trạng mâu thuẫn gọi là mâu thuẫn khách quan ấy nghĩa là tình trạng gì? Họ đã cắt đứt bí tích hôn phối và họ sống với một người khác nữa, và đó chính là sự ngoại tình. Cái bản chất, cái thực chất của cái hành động sống chung này là ngoại tình, và là một sự ngoại tình thường trực. Và nếu thường xuyên như vậy, ở trong tình trạng mà về mặt khách quan nhé, tội lỗi đó, thì làm sao đi xưng tội mà về chừa được? Xét về khách quan nhé, tôi chưa nói điều thứ hai, còn phải xét về từng trường hợp và chủ quan nữa. Xét về khách quan thôi, là cái mà luật căn cứ là cái khách quan. Luật không căn cứ trên lương tâm, luật không có thấy lương tâm. Tôi nói luật là khách quan. Thế thì xét về luật, người ly dị tái hôn nghĩa là đang còn tiếp tục sống chung một nhà với một người không phải là người bạn đời được kết hôn bí tích, thì người đó là ngoại tình thường trực. Mà nếu như thế thì làm sao xưng tội? Làm sao xưng tội? Tức là được giải tội và phải đền tội, phải ăn năn tội cách trọn. Xưng xong rồi về tiếp tục ngoại tình, đó là xét về mặt luật, cho nên không được. Tôi nói xét về mặt luật, cho tới hôm nay hễ mà còn sống trong một nhà chung thì không được xưng tội. Thế xét về luật. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng Hội đồng bàn bạc với nhau rất nhiều về chuyện này, cũng không đưa ra một câu kết luận là được hay không được. Nhưng mà nại tới cái điều căn bản là chúng ta phải loan báo cái dung mạo, cái khuôn mặt
lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới, cho con chiên, cho mọi người. Và cái lòng thương xót đó phải là một cái lòng thương xót nhưng không mâu thuẫn với chính Thiên Chúa là lòng thương xót. Nghĩa là không đi ra ngoài chân lý, ra ngoài sự thật. Chân lý là tình yêu, hôn nhân luôn luôn bất khả phân ly. Cho nên nếu có cái gì thì cái đó không thể đi ngược lại với tình yêu bất khả phân ly một khi đã kết hợp thành vợ chồng. Nhưng trong thực tế thì đã có những trường hợp người ta đã ly hôn rồi người ta kết hôn nữa, và người ta không thể bỏ cái người hiện tại để quay về cái người trước đó, vì có thể đã có con cái, không những con mà còn cháu nữa kìa. Nghĩa là cái cuộc kết hợp thứ hai hay thứ ba này nó bền, nó dài năm, lâu năm rồi, nhưng mà nó bền. Trong khi đó cái cuộc kết hợp đầu tiên chỉ mới mấy năm đã broken, đã gãy. Họ không thể bỏ cái gia đình này để về lại với cái người thứ nhất, là cái người chính thức được nhìn nhận là vợ, là chồng bí tích. Họ không thể trở về. Có thể vì trách nhiệm con cái, nhưng mà cũng có thể vì người kia đã đi bước nữa rồi, về lại làm sao, ở với ai. Trên thực tế đó cho ta thấy rằng ăn năn sám hối về cái hành vi quá khứ mình đã ly dị không có nghĩa, không đồng nhất với việc tôi phải trở về với cái mái nhà cũ, với cái người cũ để tiếp tục chung giường, chung bàn ăn, chung nhà được. Thực tế không thể được. Nhưng là tôi quyết tâm trở về với Chúa. Tôi ăn năn, tôi thú lỗi, xin Chúa tha thứ. Ăn năn nghĩa là gì? Ăn năn nghĩa là nếu như tôi có quay trở lại được trong quá khứ thì tôi sẽ không phạm những cái lỗi ấy nữa, khiến cho gây ra những cái hậu quả này. Nhưng mà người ta không thể quay lại cái xe thời gian được. Nhưng người ta phải nhận ra cái điều trái, điều nghiêm trọng đã phạm và xưng thú đó. Trong trường hợp nếu như tôi đã già, đã yếu, bệnh liệt giường, người bạn đời kia cũng không nỡ bỏ tôi để mà quay về cái hôn nhân bí tích trước, và tôi bây giờ cũng không còn đủ sức để mà trở về với cuộc hôn nhân trước. Tôi gần đất xa trời, tôi thực sự kính sợ Chúa và hối lỗi vì tôi sợ hỏa ngục lắm. Bây giờ cha không cho tôi xưng tội thì quả thật là kinh khủng, phải không anh chị? Những trường hợp đó cha có cho giải tội không? Liệt giường liệt chiếu rồi nhưng mà vẫn còn sống chung một nhà với cái người bất hợp pháp kia, thì trường hợp các cha có giải tội không? Cái đó là vì bác ái phải giải tội, người ta không còn có cái chuyện gì nữa. Nói cách khác, tùy từng trường hợp, tùy theo lương tâm của đương sự mà các mục tử đồng hành, mà quản lý hay ban phát các bí tích giải tội. Mà nếu như đã được sạch tội thì được rước lễ không? Được. Nếu mà nằm liệt chờ chết thì giải tội được và rước lễ tại chỗ được. Nhưng mà cái trường hợp này nè mới là trường hợp thắc mắc của nhiều người. Thưa cha, con chưa 80 mà con cũng chưa liệt giường, con chỉ mới 70. 40, 50 thì đừng xét nhé, đừng có ham mà được xét. Con 70 rồi, con vẫn sống chung nhà với cổ,
Còn vợ trước con 40 năm trước giờ biến đâu mất rồi. Chúng con bỏ nhau ba mấy 40 năm rồi. Còn con của con nhiều lắm, đứa ở chỗ này, đứa chỗ kia, vì đi ở đâu con cũng có một đứa rớt ra. Bây giờ con già rồi, con đi tham dự các nhóm kinh thánh cầu nguyện, con biết lỗi lắm rồi. Con ở với cái người mới này, nhưng mà con hứa, con tuyên thệ 10 năm rồi, chúng con không có chuyện vợ chồng, chỉ sống chung nhà, nâng đỡ nhau. Con bán, con chạy xe ôm mà bữa đực bữa cái, cổ có cái gian hàng tạp hóa, con sống nhờ cổ. Còn không có bữa không có tiền ăn cơm thì phải ăn cơm của cổ thôi. Cổ cho cái giường để ngủ. Nhưng mà 10 năm rồi chúng con không có chuyện đó nữa, chỉ là giống như bạn bè anh em với nhau thôi. Con đặt tay thề. Và cả 10 năm nay con đi tham gia ở giáo xứ mà con không có đi lễ, mà không bao giờ được rước lễ. Xót xa buồn. Mà 70 rồi con thấy mình không biết ngày nào Chúa gọi. Trường hợp này thì sao anh chị? Cha có giải không? Cái này tôi không dám đặt vấn đề cho các cha đâu. Bởi vì mỗi một trường hợp mỗi khác. Và tùy mình thấy cái lòng thành thật, lòng tin của người đó như thế nào. Nha. Đó. Cho nên đặt một câu hỏi chung chung là ly dị tái hôn được rước lễ, xưng gọi rước lễ hay không, thì đừng có ham mà trả lời ngay. Tùy từng trường hợp, tùy từng hoàn cảnh, tùy từng lứa tuổi. Nhưng mà nếu như không rước lễ được mà tuổi còn trẻ thì cứ đi lễ, nghe lời Chúa, cứ tham gia nhóm chia sẻ lời Chúa, cứ làm việc bác ái xã hội. Đừng có lên mà làm thừa tác viên thánh thể thôi. Đừng có lên mà đọc sách thánh thôi. À, nhưng mà ở một cái xứ truyền giáo kia, ở đó 80% những người nhà thờ là không có đạo nha. Có một ông kia rối, giống như trường hợp chúng ta vừa nói. 40 mấy năm qua sống trong một cái cuộc hôn nhân thứ hai rất là tốt. Cả nhà đa số hát ca đoàn, rồi làm giáo lý viên, rồi cả ông thì đọc sách thánh mỗi ngày mà không rước lễ. Cha ở đó cho ông đọc sách thánh mỗi ngày, nhưng mà 80% dân dự lễ là không có đạo, ở vùng truyền giáo xa lắm. Cho nên tôi nói là mỗi trường hợp có thể mỗi khác, mục vụ là vậy. Và làm sao với lòng thương xót mà ta bày tỏ trong mục bác ái mục tử, để người ta cảm nhận được Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa lòng thương xót. Thôi 9 giờ bon rồi. Hôm nay thì mới có một câu hỏi đó thôi, như lại là câu hỏi quan trọng căn bản. Anh chị em cảm thấy có rõ ràng không? Mai mốt đi đồng hành với các gia đình, nhớ gặp những trường hợp này, thì nhất là những người ly dị mà không tái hôn, đừng có phán nha, không được xưng tội rước lễ. Tùy nha. Hay là ly dị tái hôn nhưng mà hết xí quách rồi thì khác, mà đang còn trẻ thì khác. Còn câu hỏi nhỏ của câu hỏi này đó là: nhưng mà dẫu con chưa có già lắm, nhưng mà một năm cho con xưng tội một lần, con cũng muốn xưng tội lắm, lỡ ngày hôm sau bị tai biến mạch máu não mà chết tức thì, thì xuống hóa ngục làm sao? Cho con xưng tội một lần được không? Cái này không trả lời được. Người đó phải đi đồng hành riêng với cha để cha hỏi thăm. Còn chuyện cha cho hay không tùy cha, chứ tôi không có trả lời được ở đây. Cảm ơn anh chị em. Bây giờ không có giờ để đặt câu hỏi tiếp nữa rồi. Còn ai có câu hỏi viết ra rồi, có thể có sẵn thì đưa đây. Còn nếu không, đầu giờ của ngày mai sẽ đưa. Nhưng mà đầu giờ ngày mai sẽ có một nhóm nói chuyện về phương pháp quan sát rụng trứng nơi người phụ nữ, tức là phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên mà Hội Thánh rất muốn quảng bá cho anh chị em, các gia đình trẻ. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên rồi tôi mới nói tiếp. Cảm ơn. Giờ chúng ta đứng lên.